Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ hai ngày 6 tháng 6 năm 2022. Nhân kỷ niệm 111 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, thể hiện tình cảm của thiếu niên nhi đồng đến Bác Hồ kính yêu, tối qua, các nhà thiếu nhi quận 1, 3, 7 đồng tổ chức chương trình biểu diễn trống kèn năm 2022 tại công viên Bến Bạch Đằng. Tại buổi biểu diễn, các em thiếu nhi đội trống kèn đã biểu diễn nhiều tiết mục trống kèn chào mừng sôi động, đặc biệt là bài đồng diễn Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng, thu hút sự theo dõi, cổ động của nhiều khán giả là các em thiếu nhi, học sinh, người dân đang vui chơi tại công viên. Mặc dù thời gian khá là gấp rút vì cũng được thông báo hơi trễ nên là tụi em cũng đã cố gắng hết sức để tập những bài cho hoàn thiện nhất. Hôm nay đứng ở đây thì được sự ủng hộ từ các người dân và các em thiếu nhi, thì chúng em cảm thấy như được tiếp thêm năng lượng cho bản thân và hoàn thành tốt chương trình này. Cảm giác là rất là vui khi mà mình được xem một cái biểu diễn mà nó quy mô và nó hành tráng, nó hay đến như vậy, rất là thú vị. Và phải nói là các bạn trẻ, các bạn thiếu niên, thiếu nhi bây giờ các bạn rất là giỏi và rất là xuất sắc. Tình cờ đi xem như thế này, một cái buổi biểu diễn rất là hay của các cháu thiếu nhi thành phố. Mà sau khi mà mình biểu diễn trước cộng đồng vậy thì nó làm cho lan tỏa những cái bài hát cách mạng đó, nó làm cho mình nhớ lại cái hồi tuổi trẻ. Phải nói thật là các cháu thiếu niên đó được sinh hoạt như đội, đoàn đội như thế này thì rất là tốt, bởi vì nó rèn luyện cho các cháu một là cái sự tham gia vào cộng đồng, cái tinh thần rất tốt. Thông qua chương trình cũng tạo điều kiện cho các em thiếu nhi trong đội nghi lễ rèn luyện, nâng cao kỹ năng chất lượng hoạt động của các đội nghi lễ, đội trống kèn, đồng thời là dịp để các đơn vị được thể hiện kỹ năng biểu diễn, tham gia các hoạt động cộng đồng, nâng cao tình cảm đối với quê hương, đất nước, truyền thống cách mạng.